Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay khối không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ chiều tối nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay và rạng sáng ngày mai, ở Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 14 cho tới 17 độ C và vùng núi cao là dưới 12 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Khánh Hòa kết hợp với hoạt động của trường gió đông trên cao nên từ nay cho đến hết ngày 14 tháng 12 sẽ có mưa rào và có nơi có dông. Còn tại các tỉnh thành khu vực phía Nam, hiện nay thời tiết đã bước vào lập đông với không khí lạnh và xuất hiện những đợt gió mạnh kèm theo mưa gây bất lợi cho một số cây trồng, nhất là các diện tích lúa thu đông đang chuẩn bị thu hoạch, gây ngã đổ và các loại rau ăn lá, dưa hấu, họ bí bầu, dễ bị nấm bệnh. Cụ thể, bà con cần có những biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM với các sâu bệnh hại như sau. Sâu tơ gây hại trên cây họ cải, bọ phấn, bọ dưa trên cây họ bầu bí dưa, các bệnh như là đốm lá, sương mai dưa hấu, bệnh thán thư trên cây khổ qua và dưa leo, bệnh thối nhũn trên cây rau họ thập tự và rau gia vị. Chuyển sang thời tiết trên biển, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối nay, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Và kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai.